Thưa quý vị và các bạn, việc một hộ dân sử dụng gần 500 mét vuông đất công của địa phương làm nơi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng trong nhiều năm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong thôn, gây bức xúc trong nhân dân địa phương. Mặc dù người dân trong thôn đã kiến nghị nhiều lần lên Ủy ban Nhân dân xã, nhưng sự việc vẫn không được giải quyết. Đó là thực tế đang diễn ra tại thôn Thượng Bùi, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Ghi nhận của phóng viên Mục Ống Kính Phóng Viên tại địa phương. Đây là khu vực đất mà gia đình ông Trịnh Văn Khiêm tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng. Phần diện tích đất này nằm ngay sát đường tỉnh DT376 và cổng làng thôn Tượng Bùi. Đường làng chật hẹp, những đống gạch, cát, đá lớn là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Tiếng ồn, nước thải, cát bụi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tôi thấy đây rất phức tạp, bụi bặm lắm, dân tình chúng tôi hoàn toàn phải đóng cửa hết, không dám mở cửa. Xông hết cả vào trong nhà, suốt ngày ầm ĩ cả ngày cứ đi như này. Người dân chúng tôi cũng kiến nghị nhiều nhưng mà không đưa. Trả sạn, trả quyền, thôn trả giải quyết. Thậm chí cứ một ngày một làm to ra như thế này, dân chúng tôi không làm gì được. Ông Nguyễn Hữu Sứ, bí thư chi bộ, trưởng thôn Thượng Bùi cho biết đây là diện tích đất hơn 2.000 mét vuông mà thôn đã quy hoạch làm sân chơi cho thanh thiếu niên từ năm 2006. Tuy nhiên, diện tích đất này đã bị hộ ông Trịnh Văn Khiêm tự ý sàn lấp sử dụng gần 500 mét vuông làm nơi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng từ năm 2010. Khu vui chơi sân bóng của các cháu với cái diện tích là gần 2.000 mét vuông. Hiện nay như vậy là của chúng tôi chỉ không còn đủ gần 2.000 mét vì có một số như vậy là họ sử dụng cái vật liệu như vậy là họ sàn lấp cái đất tập thể đâm khoảng như vậy gần chục năm nay nhưng mà đến nay là họ vẫn cứ sử dụng bình thường cho nên địa phương và xã là cũng chưa như vậy là yêu cầu họ như vậy di chuyển được. Dù đã trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo quản lý của thôn xã, nhưng sau hơn 12 năm sử dụng đất công của địa phương để kinh doanh vật liệu xây dựng, gia đình ông Khiêm vẫn không bị chính quyền xử lý yêu cầu trả lại mặt bằng. Bây giờ diện tích là cái cỏ bãi bóng, thì trong thôn thì cũng có cái bà con xây dựng không có chỗ để đổ tập kích vật liệu. Từ 2010 giờ đến bây giờ là thay đổi thôn xã là nhiều cán bộ rồi. Nhưng mà không ai nhắc nhở gì, nhân dân chúng tôi vẫn phải làm vật liệu ở đây thôi. Việc chiếm dụng đất công tại thôn Tượng Bùi trong nhiều năm của gia đình ông Khiêm đã vi phạm nghiêm trọng kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Người dân trong thôn đã nhiều lần kiến nghị với Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa, nhưng sự việc vẫn không được giải quyết. Thời gian qua, xã Trung Hòa đã tích cực giải tỏa nhiều công trình vi phạm kế hoạch 93A, nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao xã không xử lý vi phạm của hộ gia đình ông Khiêm? Cái diện tích này trước đây là cái ruộng rất trũng, Khiêm có mượn để sử dụng thì là gia đình chỉ là mượn thôi ạ. Trước đây thống nhất với các đồng chí lãnh đạo địa phương thời điểm trước thì chúng tôi cũng nắm được. Đối với 93 là những cái hộ mà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thì đương nhiên chúng tôi phải giải tỏa. Những cái này là không có xây dựng và không làm biến dạng cái hiện trạng, chỉ làm san để cho nó có cái bãi phẳng phiu thôi chứ không có cái việc mà lấn chiếm hoặc chiếm dụng ở đây. Đây là có cái sự thỏa thuận với địa phương, lãnh đạo địa phương thời điểm 2010-2012. Kính thưa quý vị, trước sự việc một hộ gia đình sử dụng đất công của thôn trong nhiều năm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nhưng không bị giải tỏa, gây bức xúc trong nhân dân địa phương, câu hỏi đặt ra là vì sao xã không kiên quyết giải tỏa vi phạm theo kế hoạch số 93A đối với hộ gia đình ông Khiêm? Có hay không việc thỏa thuận cho gia đình ông Khiêm thuê mượn đất? Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo xã Trung Hòa. Tới đây thì mục ống kính phóng viên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.